giới thiệu với các bạn ba câu chuyện hay. Các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Nếu có những ý tưởng tuyệt vời, hãy chia sẻ cùng mọi người. Câu chuyện số 1. Có một câu chuyện như thế này. Đức Phật sắp đến một thành phố, vị vua ở đó hơi do dự, không muốn đích thân đón tiếp. Tể tướng, một bậc trưởng lão thông thái đã khuyên, bệ hạ phải đi. Nhà vua đáp, điều này có vẻ như không cần thiết, ông ta là kẻ ăn xin, hãy để ông ta tự đến. Không lý gì ta lại phải đến biên giới vương quốc mình để nghênh đón ông ta. Ta là vua, còn ông ta chỉ là kẻ ăn mày. Vị tể tướng già lập tức viết sớ từ quan. Ông nói, xin hãy nhận sớ từ quan của thần. Bởi nếu bệ hạ đã như vậy thì thần không còn có thể ở lại được nữa. Bệ hạ phải nhớ rằng bệ hạ là vua của một nước, còn ông ấy đã từ bỏ mọi vương quốc. Ông ấy không có gì cả. Bệ hạ sở hữu một đế chế hùng mạnh, còn ông ấy chẳng có gì. Ông ấy thuộc về đỉnh cao, bệ hạ phải đến cúi lạy. Nếu không, thần không thể ở lại cung điện này với bệ hạ. Nhà vua buộc lòng phải đi. Khi ông cúi lạy Phật, Phật đã nói, không cần đâu, ta nghe nói rằng ông đã do dự không muốn đến. Bởi khi do dự và thậm chí có đến, ngươi vẫn không đến thật sự. Sự kính trọng không thể gượng ép. Dù ông có hiểu hay không, cũng không cần đâu. Đích thân ta sẽ đến gặp ông. Ta là kẻ ăn xin, còn ông là hoàng đế. Ngay lúc này, nhà vua bắt đầu khóc. Ông đã hiểu được ý nghĩa của nó. Câu chuyện số 2 và số 3. Khi cùng các đệ tử đi qua một ngôi làng, lão tử nhìn thấy một người đàn ông bị gù. Ông bảo các đồ đệ của mình, hãy đến hỏi người gù kia xem người đó cảm thấy thế nào. Bởi ta nghe nói thị trấn này đang có biến. Tất cả trai tráng khỏe mạnh trong làng đều đã ra chiến trường. Các đồ đệ đến hỏi chuyện người gù. Ông ấy trả lời, tôi thật may mắn, nhờ cái lưng gù của mình, tôi không phải ra chiến trường, tôi vô dụng, vì thế tôi được cứu sống. Khi nghe các đệ tử kể lại, lão tử nói, giờ thì hãy nhớ, hãy trở nên vô dụng, nếu không các con sẽ chết khô trên chiến trường. Khi băng qua một khu rừng, họ đến ngồi dưới một tán cây to, che cho cả ngàn chiếc xe bò. Cả khu rừng đang bị đốn chặt, hàng ngàn thợ mộc đang làm việc. Lão tử nói, hãy tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Vì sao họ không đốn cái cây to này? Các học trò đi hỏi và được biết, cái cây đó hoàn toàn vô dụng, những nhánh cây không thẳng, chúng tôi không thể làm được đồ nội thất. Còn khi đốt thì có quá nhiều khói đến mức không thể dùng làm củi. Lá của nó đắng đến mức ngay cả loài vật cũng không thể ăn, nên nó vô dụng. Đó là lý do vì sao chúng tôi không đốn nó. Lão tử cười nói với các đồ đệ, hãy giống cái cây đó trở nên vô dụng, khi đó sẽ không bị ai đốn. Hãy nhìn cái cây này, nó đã trở nên to lớn đến nhường nào chỉ nhờ nó vô dụng. Các bạn thấy những câu chuyện tôi vừa chia sẻ như thế nào?